Chào toàn thể các bác, hôm nay Thôn Tuấn Lan lại xin giới thiệu các bác cái mẫu keo cò siêu dính. Đây là cái mẫu keo cò mùa 2018 thì đang đến rồi. Hôm nay các bác mua keo cò về đánh rất nhiều rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác cái mẫu keo cò siêu dính màu trắng. Chất liệu thì keo này keo pro nên là rất là dính. Để anh em bi bẫy cò thì shop sẽ đóng hàng cho các bác từng cái hộp nhỏ như một cái hộp con như này 1kg một để ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì các bác nhìn lại nó rất là dính nên là anh em xem kỹ video và đặt hàng cho mình một ít. Các bác có thể nếu đánh chuyên nghiệp thì các bác nên mua nhiều vì shop bán sỉ cho các bác. Thế còn nếu mà các bác mua ít một đánh nghiệp dư hay văn nghệ thì các bác chỉ cần mua một hộp là các bác có thể đủ đánh trong một vụ một mùa rồi. Nên shop thì nhận ship hàng toàn quốc gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Một cái video ngắn gọn giới thiệu sản phẩm keo bẫy cò siêu dính dành cho các bác chuyên đi bẫy cò chuyên nghiệp và các bác đánh văn nghệ thì em gửi hàng cho các bác. Thì các bác nên xem kỹ video và đặt hàng cho mình một chút. Nên là anh em xem và ủng hộ kênh của shop để cập nhật những cái video mới nhất của shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Còn nóng hết rồi.